Về nguyên nhân thì có mấy vấn đề như thế này. Một là huấn luyện viên trưởng của chúng ta có cái thời gian còn ít để mà làm việc với lại đội, thế cầu thủ của chúng ta trải nghiệm ít, kinh nghiệm còn non, và cái V-League của chúng ta thì thi đấu với một kiểu, và cái đội tuyển của chúng ta thì không có vận động viên ngoại cho nên phải thi đấu một kiểu khác. Lối chơi của V-League của chúng ta là cái đỉnh cao nhất, hầu hết các câu lạc bộ là không đá theo cái lối chơi bóng nhỏ, mà hầu hết các câu lạc bộ đều đá theo cái lối chơi là bóng dài chuyền vào giữa cho tiền đạo cao to đánh đầu. Lối chơi của V-League như thế là đối lập với lối chơi của cầu thủ Việt Nam. Mà đội tuyển Việt Nam thì không có cầu thủ ngoại, đội tuyển Việt Nam phải đá với lối chơi Việt Nam. Mà lối chơi Việt Nam là lối chơi nhỏ, mà lối chơi nhỏ không được áp dụng ở các câu lạc bộ ở trong V-League. Đấy là một cái thiệt thòi cho cái đội tuyển của chúng ta. Và có huấn luyện viên trưởng, ông khẳng định là ông xây dựng lối đá nhỏ. Và lối đá nhỏ đã phần nào đó phát huy trong hai giải tập huấn. Thì ban huấn luyện cũng nói rằng, vậy lên tuyển thì ai đá ở những chỗ mà không ước, mà cầu thủ ngoại để lại, thì buộc phải đưa anh Trọng Hoàng vào. Chúng ta không có tiền đạo, bởi vì là không có ai là đá tiền đạo ở V-League là trong cái số cầu thủ đó. Chúng ta không có tiền về trung tâm, đúng không ạ, để đá vị trí đó, bởi vì là các cầu thủ ngoại đá. Ông kết luận là thực tế theo quan điểm của ông đó, thì Malaysia và Indonesia mạnh hơn chúng ta, nhưng thua Myanmar là không chấp nhận được. Thứ hạng thứ ba thì là đúng với của chúng ta, nhưng chúng ta không thực hiện được cái điểm này, thì đấy là một cái đấy là thất bại của chúng ta, là nằm ở chỗ này.